và cùng Nghị Lăng thử lại phong cách V2 Iron Flip. Wow, âm thanh cái bật và màn hình điện thoại bật ra, những chi tiết trên chiếc điện thoại này quá là tinh tế và tỉ mỉ, hoàn hảo đến từng chỗ luôn. Từ chỗ phần hai bên nắp gập chính giữa này, nhờ vào cái khía trên cái phần này và chữ V2, phần da cũng là da tuyển chọn của những nhà thuộc da nổi tiếng trên thế giới và chuyên cung cấp da cho cả thời trang thương hiệu đồ da nổi tiếng và kể cả V2 luôn. Trên phần thanh chữ V này cũng vậy, cũng là sự lấp lánh bắt sáng mặc dù không phải là kim cương. Thì hiện tại đang có rất nhiều quý khách đặt sản phẩm này của Kỳ Lân Luxury, đặt nguyên bản về sử dụng và cũng có đặt thêm những option là: em ơi, Kỳ Lân ơi, anh muốn chữ V này bằng vàng, chỗ này bằng vàng, nhưng đến kim cương như chỗ này cho anh, đến kim cương luôn. Và Kỳ Lân đang thực hiện những bản như vậy. Khi nào hoàn thiện xong, Kỳ Lân sẽ quay video clip review để giới thiệu đến với tất cả quý khách. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem bên trong hộp của chiếc điện thoại V2 Iron Flip này có những gì nhé. Bao da này là bao da của Kỳ Lân handmade nhé, trong hộp này sẽ không có bao da. Đây là cái sổ trong này và thẻ chính hãng, sổ sách, giấy tờ. Trong phong bì này có cái khăn để lau điện thoại kèm với cái cây để chúng ta lấy sim. Kỳ Lân đã review rất nhiều trong những clip khác nên là Kỳ Lân sẽ lướt qua nhanh những cái chỗ này nhé quý khách. Cái chỗ mà chúng ta muốn xem nhiều nhất trừ cái điện thoại ra rồi thì còn lại là chỗ này. Đây là một cái hộp chữ V2. Wow, được tặng kèm tai nghe. Tai nghe này là tai nghe màu trong suốt luôn. Tai nghe sẽ kèm theo một số cái đầu để thay đầu mà cao su á, để mà mình thay khi mình đưa vào tai á, lâu lâu mình thay đổi. Và một cọng dây tai si, đầu tai si để gắm vào cái tai nghe này, tức là tai nghe này là tai nghe có dây. Cái củ sạc nhanh V2 85W được để trong một túi nhung rất là tinh tế, chi tiết nào cũng nhìn rất là xịn sò và rất là tỉ mỉ tinh tế. Và đây là cái cọng dây cáp để sạc hai đầu tai si hết, cũng được để trong túi nhung rất là xịn sò và tinh tế. Vâng, và như vậy là video clip Kỳ Lân giới thiệu về chiếc điện thoại cảm ứng đời mới nhất của V2, dòng nắp gập V2 Iron Flip đến đây xin được phép kết thúc. Kỳ Lân xin trân trọng cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm đồng hành cùng Kỳ Lân, và Kỳ Lân kính chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe, luôn thành công đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury trong những dòng sản phẩm sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu. Thân ái kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý khách ở những video clip tiếp theo. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.